Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Ở video này em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời sử dụng điện lưới 220V. Bộ tời này có tải trọng là từ 100kg đến 200kg. Cáp là dài 12m. Tại sao lại lý giải là tải trọng từ 100 đến 200kg? Là bởi vì nếu như các bạn mắc cáp đơn thì nó chỉ tải được có 100kg thôi. Còn khi các bạn mắc cáp theo kiểu pa lăng như thế này thì tải trọng sẽ tăng lên được 200kg. Vì vậy các bạn lưu ý hai cái tải trọng này để các bạn sử dụng cho dễ dàng. Đây, để mắc cái tời lên cáp vai kép ấy, thì cái này sẽ gắn lên trần và cái này cũng sẽ móc lên trên. Và các bạn sẽ thả cái cáp vào trong cái rãnh này và cái móc xuống như thế này thì lúc đó sẽ là thành móc cáp theo kiểu pa lăng. Cái này thì sử dụng điện lưới thôi, các bạn chỉ cần cắm điện lưới vào đấy và sử dụng thôi. Thì cái này nó có cứ chặn này, khi các bạn rút lên hết cỡ thì nó sẽ có cái con công tắc hành trình nó chặn lại, nó sẽ không cho các bạn hoạt động nữa đấy. Thì nó có cái công tắc chặn đấy rồi, rất là an toàn. Bên mình thì có các cái model, là con này gọi là con PA200. Tổng cân nặng của bộ này là 11kg. Ngoài thị trường ấy thì cũng có bán đấy, nhưng mà nó không tải trọng không chuẩn như con này được. Vì vậy giá thành nó rẻ hơn, nhìn nó nhỏ hơn con này rất là nhiều. Riêng con này là tải trọng cân nặng của nó là 11kg các bạn nhé. Đấy, thì đây mình sẽ cắm điện vào luôn, thử cho các bạn này. Đây là cái bộ tay cầm điều khiển này. Đấy, quấn cáp lên này. Đấy, đấy, khi mà cái cáp nó kẹp vào kia rồi thì nó sẽ không, các bạn bóp nó sẽ không hoạt động nữa. Đấy, là các bạn nhả cáp ra này. Đấy, thì cái cáp này là nó còn đang niêm phong cái băng dính ở đây. Cái cáp này là cáp 12m các bạn nhé. Đấy. Khi các bạn bắt lên ấy, thì ở trên này, trên cái đế của nó này, nó có cái phần rãnh để bắt đây. Đấy, thì các bạn bắt cái này vào đây. Đấy, cái này treo lên này. Và cái này treo vào đây, hai cái, hai thanh này. Đây, con ốc thì nó cho đi kèm đây các bạn nhé. Bên mình thì có các cái model tải trọng cho 100 đến 200 này, 200 đến 400 này, 300 đến 600kg này và 500 đến 1000kg này. Đấy, thì cân nặng của nó sẽ thay đổi. Ví dụ như cái loại 200 đến 400 ấy thì của nó là 17 cân. Đấy, thì cái thằng 300 đến 600 ấy thì của nó là 18 cân. Còn cái thằng 500 đến 1000 ấy thì của nó là 31-32kg cân nặng đấy. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn một cái bộ loại 100 đến 200kg thôi. Cái này sử dụng trong gia đình, trong việc tời hàng là rất là tốt. Đấy, các bạn có thể lắp trong những cái xưởng nhỏ để tời hàng lên trên những cái giá hàng cao, rất là phù hợp và tiện dụng. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây, cái hoạt động của nó đây các bạn này, rất là êm nhé. Đấy, cái này khi mà các bạn rút đến cái hành trình của nó ấy, là nó tự dừng lại này. Đấy, thì các bạn có bấm nó cũng không hoạt động nữa đây nhá. Còn các bạn nhả này, rất là êm này. Cái này là nó có khả năng tự hãm các bạn nhé. Đây, các bạn không thể nào làm cho nó trôi được, nó không bị trôi. Đấy.